Bây giờ đừng nữa. Ừ, vô xem thử coi. Đẹp 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 bao siêu. Hello, xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với channel của Meowpeo Gaming. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Minecraft. Các bạn ơi, thì lần trước á, các bạn còn nhớ không? Mình đã thử thách đó là xây căn hầm bí mật ở dưới nhà Mora bạn ạ. Thì mình suýt nữa bị phát hiện bạn ơi. Và hình như là bị phát hiện rồi hay sao á. Hình như là Mora phát hiện ra rồi bạn ơi. Tôi nhớ là hình như là còn lên trên kênh mình kêu là anh Meowpeo ở ké nhà em. Đó, tôi nhớ bạn ạ. Ok, ngày hôm nay tôi cũng chắc là mọi người biết cái đường hầm của mình rồi. Thế thôi các bạn ơi, qua mặt dây ở luôn. Alo, alo, qua ở nhà không nhờ. Nhưng mà hi ha đấy, hi hại gì đấy. 5, 6, 7. Ủa bố làm gì em ơi. Alo, làm gì đấy. Lại phát hiện anh nguyên nhân người gây tình điện cho em bối treo. Ê giời biết gì đâu. Ê xem nào, hầm anh còn không em ơi. Hầm còn không. Ủa thì hầm anh còn ở đó. Em đâu phải người tài nhẫn đâu, phải hầm của anh. Ui còn nguyên hầm nè. Ê giá bún đâu rồi. Giá bún ơi. Ai kêu gì á. Cửa ra cho năng sớm vào nhà. Năng cùng em hát và cùng chơi múa rồng. Trời nha anh nha buồn hát cái muốn đi ngủ ghê luôn á. Đi ngủ đi, đi ngủ đi. Ủa mà hôm nay có việc gì qua đây không vậy? Trời ơi, có việc mới qua chứ. Gọi đi. Anh Peo. Ủa, anh đây. Anh mụn không vậy? Trời ơi, trời mặt em nè. Trời. Đúng luôn, anh giờ nó hết da của em trắng nõn nè. Khoan đã. Trời ơi. Coi kìa, hai đôi mắt thâm quần với hai con dấu trước. Trời ơi. Ôi trời ơi, đi đâu rồi mắt thâm gì? Mắt anh nó thế mà mắt anh là đen tự nhiên nó sao lại mắt thâm. Ôi xấu à. Anh ơi biết sao không, những cái da của anh phải có mụn không đâu, mụn là bình thường nha. Da của anh nó như là cái bánh tráng nướng rồi, như cái hồng hải, như gì con trái vậy đó anh. Trời đất ơi, đáng xấu anh ơi. Trời ơi, chúng mày chê anh đúng không? Chê anh cứ body Samsung anh đúng không? Hả? Kêu mắt anh trời body Samsung kia đó. Body Samsung rồi nói body Samsung không phải body Samsung. Góp ý thôi, kêu mặt người ta xấu, mặt người ta phèn nó luôn đi. Còn body Samsung rồi còn nói giản nói tránh, vừa đấm vừa xoa đúng không? Trời ơi, ai vừa đấm vừa xoa đâu. Thôi vậy đi. Hôm bữa em với anh Gia Bun có đi vô một cái tiệm spa đó, đi da tươi đẹp vậy nè. Anh Gia Bun cho ảnh địa chỉ đi anh. Bây giờ là anh muốn đến chỗ đó để mà làm đẹp không? Có. Ê nhưng mà có đắt tiền không? Con mắc không tiền không ấy? Rẻ lắm rồi. Ê nhưng mà spa mà rẻ quá anh sợ uy tín lại không uy tín thì sao? Nhớ mặt anh đang mặt đẹp cái này thành mặt heo hay mặt gì sao? Thôi uy tín biết là sao uy tín mà biết là sao mà rẻ mà đẹp làm rẻ vậy không biết là sao không? Tại vì tụi em đẹp làm rẻ. Anh cứ vô anh nói là bữa mới làm cho bé Mora với lại bạn Jabun da đẹp đẹp đó có gì đọc cốt giảm giá Mora Jabun đúng không? Được giảm giá đúng không? Ok luôn nha. Rồi. Nhưng mà chưa đào đây, anh biết địa chỉ đâu ở đoạn nào em ơi? Ở gần cuối làng Hero á. Cuối làng hướng bên trái bên phải bên thẳng bên dưới hướng nào chứ bao nhiêu hướng cuối làng biết hướng nào? Là quẹo trái quẹo phải xong đến cái cuối đường cái quẹo phải xong đến nửa đường thì quẹo trái giữa quẹo trái. Mày nói thế nữa anh lú rồi á. Thôi bây giờ mày dẫn anh đi đi. Thôi mày dẫn anh đi chứ anh cũng chịu á. Trời ơi ra đi em nè. Trời ơi, bạn nha, anh đi chứ mày nói xong em một hồi anh chả hiểu gì luôn à. Many hours later. Lâu thế ơi, mà kêu bệnh viện gần nhà mà tao đi một tiếng rồi chưa đến này. Tới rồi nè, vô đi. Đó, ôi, cái này bệnh viện á, bệnh viện gì mà không có bệnh nhân vậy? Sao nhìn vắng tanh vậy? Lỡ. Đây chủ nhật đây là tao nghỉ anh ơi. Nhìn nó cũng uy tín nè, có chắc uy tín không đây? Uy tín. Rồi bây giờ ngồi đây đợi bác sĩ đúng không? Đúng rồi. Rồi nhớ có đâu. Không, má làm sao thì em ơi, đọc lại đi. Không nhớ. Đánh giá là Jabun và Mora nha. Ok, đọc kêu là bạn Jabun Mora được giảm giá 5% đúng không? Đúng rồi. Ok. Về đi. Lâu thế. Đây. Trời ơi, đừng ngồi đợi mãi bác sĩ mới đến. Có phải là bác sĩ bệnh viện thẩm mỹ em nè, đúng không nè? Đúng rồi, bây giờ là anh đến đây để phẫu thuật thẩm mỹ hả? Đúng rồi. Uầy, nhìn bác sĩ trông cũng uy tín đấy. Anh lựa chọn mình là đúng rồi đó. Cái mắt của anh hơi bị thâm nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu gọi là hỏi thăm về các sơ yếu lý lịch về anh nha. Vâng, bác sĩ có hỏi. Anh tên gì? Tên em tên là Meowpeo. Rồi ghi vô. Rồi nghề nghiệp. Nghề nghiệp gì nhỉ? Bây giờ mà bảo làm YouTube ông bác sĩ ông nên chặt chém giáo người ta. Em lao động tự do thôi. Lao động tự do hả? Vâng. Rồi chiều cao 1m8, nặng 75 cân. Giới tính thì anh nhìn biết là giới tính nam rồi, chẳng nghe giới tính gì nữa. Rồi thế tôi hỏi. Thấy ông bỏ nguyên một con ngựa vậy, tôi cứ ngỡ là ông là con gì đâu không à, để tôi ghi vô. Bác sĩ còn hỏi gì không? Không còn hỏi gì hết, xong rồi đó. Xong giờ rồi, tôi sẽ dắt ông lên để mà khám bệnh nha. Đi. Này bác sĩ cho em hỏi cái này, hình như là hôm trước bác sĩ có khám điều trị cho cái gì nhỉ mà bạn Mora với cả Yabun gì đúng không? Ủa người quen hả? Vâng, cô thấy bảo là đọc mã giảm giá Yabun và Mora được giảm giá một nửa đúng không nhỉ? Có phải là cái thằng tóc xanh với lại cái nhỏ tóc hồng không? Đúng rồi, chính đó. Hai đứa đó còn thiếu nợ tiền đó rồi vợ trả tiền giùm nó luôn nha. Tôi không quen gì, em hỏi cho tôi em biết gì đâu, không quen gì cả. Vậy hả? Mà phòng khám tên nào nhỉ? Lần 3. Mà sao có thang máy không đi, bác sĩ bắt em đi thang bộ vậy? Thang máy chủ nhật nghỉ để cái tiền điện em ơi. Ôi, phòng phẫu thuật rất ghê sợ với bác sĩ ơi, có đau không bác sĩ ơi? Yên tâm, trời ơi, tôi là kinh nghiệm 10.000 năm nay rồi, vô. Nhìn trong phòng cứ sợ kiểu gì bác sĩ ơi? Máy móc nhìn trông hơi sợ nha. Không sao đâu, trời ơi, một phát là xong ngay. Bác sĩ làm nhẹ nhàng giúp em nhé, chứ em sợ đau lắm. Ok, trời ơi, tôi sẽ chơi gọi là dùng chiêu là làm xong ngay liền à, đợi xíu nha. Vâng. Chỗ này nằm chật thế bác sĩ ơi, mua cái giường to hơn không? Em người to lắm, chỗ cái giường này nằm không đủ này. Trời ơi, chủ nhật nữa là người ta lấy hết dân giường rồi, bây giờ gán lấy nằm giường này đi. Đấy em thấy bệnh viện làm gì có ai đâu mà kêu đông, em thấy phòng khám chả qua lên á, bác sĩ lừa em đúng không? Trời ơi có đâu, trời người ta lấy hết trơn rồi, nói thiệt, chủ nhật người ta lấy hết trơn rồi. Vâng. Bây giờ em bảo này, bây giờ là em muốn phẫu thuật thẩm mỹ, mắt em phải to hơn, bác sĩ làm được không? Mắt to hơn nha. Trời ơi, yên tâm đi, mắt to như gấu trúc cũng làm được nữa. Tôi không thấy to quá, mắt to vừa thôi, mắt to như mấy anh Hàn Quốc. Em bác sĩ biết anh gì nhỉ? Anh Lee Min Ho không? Lee Min Ho hả? Không, Lee Min Ho cơ, Lee Min Ho chứ Lee Min Ho nó làm gì, Lee Min Ho mà. Lee Min Ho hả? Mắt to nhanh ấy thì thế bây giờ mũi phải cao nha. Mũi cũng phải cao thì là cao luôn. Vừa đúng không? Không nhưng mà đừng cao quá, cao tầm khoảng gần đến mắt thôi. Rồi môi sao, môi thịt bò không? Môi bự môi như thịt bò. Môi thịt bò như cái anh Mai Đen thì em sợ lắm, anh biết em Mai Đen không? Biết. Ủa ông Mai Đen là ông nào ta? Ông Mai Đen á mà anh rồi ơi, anh cái ông Mai Đen mà. Mai Đen mà hôm trước đi anh đi cùng cái ông Yabun với Mora đó, anh nhớ không? Ông Mai Đen hả? Cái đó là cũng là tác phẩm của tôi đó. Tôi em không khá biết đâu. Cái gì mà cái môi ông ấy kinh lắm. Thôi. Ngoan. Từ nhưng mà cái ông nói là ông chỉ kêu là bơm môi thôi, là có nghĩa là đúng ý của ông rồi. Thế nhưng mà môi của em đỏ như thế thì được, nhưng mà đừng có to như thế nha. Đỏ như màu như ông ấy thì được đấy. Rồi bây giờ thì nằm lên đi, rồi tôi chích cho một phát rồi ngủ giấc. Thôi sao lại chích vậy hả? Em sợ kim tiêm lắm. Trời ơi. Đừng chích cho em à. Đừng. One hour later. Đau quá, đau nước quá. Tôi là ai đây ở đâu này? Anh ơi. Xong rồi bác sĩ ơi. Xong rồi. Xong rồi, trời ơi, xong rồi. Đau quá, cũng hơi khỏe thôi, không khỏe lắm. Rồi bây giờ thì vô coi thử trong xem coi là ưng ý chưa. Bác sĩ đỡ tôi với, tôi đi khó quá. Đỡ cho rồi. Gương trong này bác sĩ. Vô xem thử coi. Đẹp bác sĩ. Wow, mắt to này. Môi hồng này. Ui, mũi cao là không thấy mũi đâu luôn này. Ui à. Được bác sĩ ơi. Ui, hợp lý bác sĩ ơi. Đi. Nhưng mà đi khó quá bác sĩ ơi. Tôi chóng mặt quá. Trời ơi, anh yên tâm. Trời ơi, tôi đã tài, gọi là anh mà phẫu thuật ở chỗ tôi á, là tôi sẽ tài trợ cho anh quyên một chiếc xe xịn sò luôn. Ôi, xe xịn luôn à? Ôi, ôi, đi phẫu thuật thẩm mỹ còn được tài trợ xe lãi nữa. Xe gì bác sĩ ơi? Lamborghini hay là Ducati hay là gì? Đây, xe lăn. Trời, xe lăn thì bệnh viện nào chả có. Thì xe lăn đi, đã chạy xe lăn đi cho nó vô nó được chứ không lẽ giờ đi xe hơi. Thế của tôi bao tiền bác sĩ nhỉ? Thì cũng giá cũng rẻ thôi, thì tiền thì mũi nè 30 triệu, dạ 30 triệu, mắt 40 triệu, môi 70 triệu rồi. Thế là 90 triệu rồi. Tổng cộng là 90 triệu đúng không? Chưa, độn càm 30 triệu. Thế là 120 rồi, thì mình nhiều thế. Làm má lỏng lúng đồng tiền 20 triệu. 140, con nó không hay là dừng rồi, dừng đi bác sĩ, hết chưa, hết chưa? Chưa, tiền nằm viện, 20 triệu. Thôi, tóm lại tổng cộng là trừ các loại chi phí cộng thêm mã giảm giá Yabun với Mora là còn bao nhiêu bác sĩ ạ? Trừ thêm mã giảm giá thì còn nói chung là anh tôi cũng tính rẻ thôi, thì tôi sẽ tính thành 300 triệu nha. Cái gì 300 triệu đấy, còn cộng lại còn chưa được 200 mà sao giờ lên 300 rồi. Đúng rồi, thì thằng Gia Buôn với thằng Mô ra nó hiếu nợ tiền tôi, thì tôi thấy ông quen thì trả giùm nó đi. Vâng, có gì thôi, nhưng mà cứ trả trước cho trả góp không? Trả trước 30 triệu được không? Còn 270 triệu trả sau vậy. Trả góp đi, cho trả góp đi bác sĩ. Nói chung là thì lần đầu thì tôi cũng gọi là người từ bi hỷ xã thôi. Ok, được rồi, đi. Vâng. Thôi thì biết Thảo là vì vẻ đẹp trai chúng ta chấp nhận hy sinh các bạn ạ. Trả góp, trả trước 30 triệu rồi. Tính ra tại sao mình lại phải trả hộ Mora với cả Jabun à? Rõ ràng là thứ nợ bắt mình trả hộ thì cũng thực sự bạn ơi. Ok bạn ơi, bây giờ thì Mora với cả Jabun sẽ bất ngờ với vẻ đẹp trai của mình. Ê, rồi, mắt to nhá, đấy, môi đỏ, mũi cao, mà lại mũi cao mới còn không nhìn thấy mũi này. Trời ơi, đẹp trai như này mà. Ê, có ai ở nhà không giờ? Có ai ở nhà không? Ủa anh ơi, ai xấu mắt vô kiếm mình kìa. Ủa anh, ai mà xấu mắt còn bắt lòi môi trẻ ghê. Em Meowpeo đây, Meowpeo đâu? Từ từ, Meowpeo làm gì giống vậy? Em nói cho anh nghe nha, anh Meowpeo á còn đỡ hơn anh cũng xấu, nhưng mà xấu đỡ hơn anh là xấu đau, xấu đớn luôn, xấu mà. Mấy đứa kêu anh đi phẫu thuật thẩm mỹ ở cái chỗ bệnh viện gì uy tín giá rẻ còn nhập cốt giảm giá, mà sao bây giờ kêu anh sâu đau cái đó này? Thì cốt Mora Jabun đúng không? Bệnh viện nó đi bệnh viện đi thẳng ra trái rẽ phải, rồi đi thẳng ra trái rẽ phải, rồi lại rẽ phải đi thẳng ra trái, đúng không? Đúng không? Anh Jabun. Hình như là đúng rồi anh ơi, nhưng mà sao cái mặt anh xấu quá rồi giờ giả bộ khen. Hồi nãy mình bị ai khen xấu quá vậy? Trời ơi, ai đẹp trai dữ vậy? Trời, đẹp trai thôi. Đẹp trai thì không làm theo đó, đẹp trai tao đó. Hay là định đó. Da anh trắng nõn anh ơi, cái mặt anh láng như là cái mặt mặt đường vậy đó. Cái gì là mặt đường mới mặt đường à? Ôi, đẹp không? Đẹp trai liền đi nữa. Ôi, bạn nào thấy mặt mình đẹp mà bấm phím 1 nha. Còn bạn nào thấy mặt mình bình thường bấm phím 2 nhá. Còn bạn nào mà kêu xấu thì thôi đừng bấm phím gì các bạn ơi. Ok, chắc là video hôm nay xin phép được kết thúc thôi. Hôm nay đã thử thách đi phẫu thuật thẩm mỹ bạn ạ. Mắt tròn này, mồm rộng này, môi đỏ này, đẹp da như này còn gì nữa. Ok, để xin chào và hẹn gặp lại.